buồng chuối trăm nải, bí đao Bình Định 50kg, bí ngô Mỹ 30kg. Nhưng cạnh đó là những trái bí ngô tí hon chỉ lớn hơn nắm tay, bởi vuông khắc chữ tài. Nhãn tím Sóc Trăng. Những loại trái cây khổng lồ tại lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2019 tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh đang khiến những du khách đến đây phải ngỡ ngàng. Trái cây Nam Bộ năm 2019 được diễn ra tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn hàng ngàn du khách đến từ trên khắp cả nước. Đến với lễ hội năm nay, du khách được tận mắt chiêm ngưỡng những loại trái cây to khổng lồ, tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 15 năm 2019 do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương cùng phối hợp tổ chức đã thu hút hàng ngàn người đến tham quan và mua sắm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.